này là như kiểu lá đu đủ thế này. Rau cải. Rau cải ạ. À? Rau cải này lạ nhỉ. Rau cải nương. Rau cải nương. Em thấy nó cũng cả gai đấy. Đây, hôm nay mình lên trên Xà Phìn quay lễ hội người Dao cho mọi người xem. Thì lên đây cũng vô tình gặp Ước tại TV. Xin chào tất cả các bác nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Trung Hiếu Hà Giang. Thì hôm nay mình có lên một cái lễ hội của người Dao tại thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây, không khí rất là đông vui. Hôm nay là ngày 14 tháng Giêng, tức là ngày 14 âm lịch ấy. Thì không khí du xuân ở đây vẫn còn rất là sôi nổi. Đây, như mọi người có thể thấy bên kia tập trung rất là đông người. Đấy. Còn đằng sau mình đây thì là một cái căn nhà mái rêu. Đấy, đây đây đây. Đấy. Mọi người có thể nhìn thấy này. Ở trên đây thì cũng có trồng rất nhiều hoa tam giác mạch. Đây mọi người ơi. Hoa tam giác mạch đây. Rất nhiều hoa. Và đằng sau thì cũng rất là đông người. Đây mọi người, đây là trang phục của thầy cúng người Dao nhé. À, chú ơi, cái trang phục này là mặc xong chưa chú? Cái này là gần xong rồi đúng không? Gần xong rồi chưa? Vâng. Này trang phục, đây là trang phục của thầy cúng chú nhỉ? Thầy cúng. Còn cái trang phục này là trang phục của người được cấp sắc à? Đây mọi người nhìn nhá. Đây. Hoa văn. Nói chung là có những cái chữ cổ rồi. Đây mọi người ơi, hôm nay lên đây thì có những cái chị người Dao, các chị bán hàng. Thì chủ yếu là những cái món ẩm thực vùng cao thôi. Các chị vẫn bán hàng đấy nhở? Em có thể nhờ một chị giới thiệu về cái ẩm thực của người Dao mình ở trên này được không? Vâng. Thì hôm nay thì cũng nhân cái lễ hội người Dao ấy, thì em lên đây thì chỉ có thể giới thiệu qua những cái ẩm thực ở tại địa phương mình không? Măng nứa thì nếu mà ví dụ như kiểu là ở các vùng thấp hơn thì hiện tại bây giờ là không có măng nứa đâu. Cái này chỉ là rừng dài đúng không? Thảo quả này, măng nứa này. Đây, như mọi người thấy đây là quả bi chuối rừng này. Cái này cũng là một đặc sản đấy nhá.
Cái này thì theo em được biết là cái này làm nộm rất ngon phải không chị? Đấy. Còn cái này là gì ấy chị ơi? Cái này. Mầm thảo quả. Mầm thảo quả này thì chế biến như nào chị? Bởi nào làm kia? Người thì thái ra xong ăn với ớt với các loại tùy mình. Vâng. Chung là làm rất nhiều loại. Đây thì chắc là móng rồng rồi. Đây là chắc là rau dớn rừng. Đấy. Mùa này thì nó cũng bắt đầu đang mọc cái sao ấy. Cái này thì em chưa được nhặt bao giờ. Nhưng mà cũng hiếm lắm năm nay. Cái này là như kiểu lá đu đủ thế này. Rau cải ạ. Rau cải này lạ nhỉ. Rau cải nương. Em thấy nó có cả gai đấy. Vâng. Nó có cả gai. Thì nói chung là hôm nay là ở trên đây thì là bán toàn những cái đồ mà ở tại địa phương mình. Hay là những cái nơi khác người ta mang đến để bán. Đây còn đồ trên rừng. Đang lấy báo à? Có gì là báo. Vâng. Thôi em cảm ơn chị nhé. Chúc chị có một ngày tại lễ hội vui vẻ và chúc chị có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị. Thì ngay chào khán giả của Trung Hiếu Hà Giang gái nhỉ. Chào mọi người nhé. Đây ở đằng sau mình rất nhiều cô gái người Giao rất là xinh đẹp nhá. Anh Việt ơi, hôm nay lên đây làm gì ấy? Lên đi tán gái. Đấy, hôm nay lại bắt gặp Việt vùng cao lên tán gái trên Sao Phìn đấy. Đang xem bắt cô nào lừa. Đâu, mắt nào lừa không? Đâu. Đang chỉnh. Được chưa? Được cô nào? Đang chỉnh, cứ tưởng là chụp trộm được cô nào rồi. Làm gì chụp? Đây nha mọi người nhé, các chị xếp hàng chụp ảnh rất là đông. Và bây giờ là đến những trò chơi dân gian được tổ chức trong lễ hội, mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Trò chơi đầu tiên trong cái lễ hội này là đẩy gậy. Không khí lễ hội rất là đông, mọi người có thể nhìn thấy là người ta đi từ trên ruộng bậc thang đi xuống rất là đông. Mọi người đứng xem và cổ vũ cho đội thể thao để tham gia các trò chơi. Hôm nay mình cũng vô tình gặp Tây TV và anh Sự Taxi Dù lên trên lễ hội này để tán gái. Đấy. Nhìn các chị em rất là xinh đẹp mọi người nhé. Trò chơi mang tính chất là phải đảm bảo là có sức khỏe cao nhất để giành được chiến thắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi. Bạn vận động viên này. Còn bên này thì là cái trò chơi trèo cột cắm cờ. Nói chung là không khí lễ hội hôm nay thì rất là vui và sôi nổi và có rất là nhiều trò chơi. Trò chơi bắt đầu, không khí rất là sôi nổi. Hai vận động viên leo cũng khá là nhanh. Và một vận động viên thì là đang bị tụt lại phía sau. Còn bên này mọi người ơi, trận chung kết nữ đầy gậy của hai thôn Mò Phìn và Xà Phìn. Quang quang quang, cầm tay, chuẩn bị cho mình cái.
Hello mọi người, hôm nay mình lên Xà Phìn thì mình có tham dự một bữa cơm rất đặc biệt đấy, giữa cánh đồng hoa tam giác mạch luôn đấy. Bữa cơm này thì cũng quy tụ mấy anh em YouTuber Việt vùng cao, Tây TV, anh Sự Taxi này, và đây nét đẹp Hà Giang. Thì bữa cơm ngày hôm nay thì cũng rất là giản đơn thôi, một nồi lẩu thôi. Ờ để chú cất mẹ máy quay nhé. Còn bảy khuôn nữa. Đây, hôm nay bữa cơm này rất là chi. Đấy, giữa một cánh đồng và đằng sau đây là những chị gái người Dao rất là xinh đẹp. Đấy. Anh Mức có kênh YouTube là Nét Đẹp Hà Giang, đấy các bác vào ủng hộ nhá. Anh chuyên đi review gái xinh. Tây TV. Được rồi. Xin chào nhá. Anh em mình bắt đầu vào bữa ăn rồi. Thì bên này thì là một nồi lẩu này, và bên kia là các chị em người Dao rất là xinh đẹp. Hôm nay là bữa cơm này có cái view rất là đẹp. View rất là đẹp. Tí nữa bạn ngồi cùng nhau nhé. Thành viên lên phục vụ chứ. Đây, hôm nay mình lên trên Xà Phìn quay lễ hội người Dao cho mọi người xem. Thì lên đây cũng vô tình gặp Ước Tây TV. Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay lên đây thì bạn cảm nhận sao về bữa ăn trưa ngày hôm nay? Nói chung là rất là rô mốt, run. Hôm nay thì sương nó bây giờ bắt đầu lên. Mình thấy cái view ăn cơm trưa hôm nay là rất là đẹp. Bạn công nhận không? Tuyệt vời luôn. Đây. Hôm nay anh em ăn lẩu cá tầm. Đấy. Xong đằng xa kia là rất là nhiều chị em người Dao nha. Hôm nay view rất là chi luôn. Đấy, bây giờ sương đang xuống rất là nhiều. We'll be right back.